Anh thực mua bánh cuốn cho bọn trẻ con. Đây là chủ yếu là người người Tày anh. Vâng, người Tày, người Mông. Người Mông em thấy ít nhỉ? Đây là người Mông đúng không? Đấy, người Mông này. Nó ngày chợ xuống đông nó không ít đâu. Nó ở mấy cái thôn vùng cao ấy. Ở chủ yếu trên 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 bản những kia đúng không? Đúng rồi, vùng thấp về dần người Tày nhỉ. Tày ở khu chợ người Kinh. Sao người Mông họ lại ở cao ấy nhỉ? Người Mông đó là người Dao. Bản sắc dân tộc người Dao thì cũng ở trên cao. Mông thì có nhiều mông đúng không? Mông mông đỏ đúng không? Trên này có mỗi mỗi một mông mà chẳng biết mông gì anh. Mỗi mông. Em học cũng sai thì có nhiều mông. Mông đỏ, mông trắng. Đây cái đường đi lên trường học rẽ bên tay phải đúng không? Tôi tí thằng nào em đi được đấy thôi, tí nữa lên nhà gái đi được đấy đúng không? Tí nữa nhà gái đi được đấy mà. Tí đi vào đây. Đây, đường như thế này. Ở đây đường này thì có một quán. Cần phải lấy vợ, thằng nào ít nữa cho nó làm cái hàng ở đây. Ở ngoài này. Mà bán hàng thì nó vợ cũng có tôi vẫn. Chứ có công an việc làm thì... Ở quán đấy được. Đi bây giờ. Chị đi chợ. Vợ anh cũng dạy trong trường này mà, nhưng mà vợ anh dạy cấp 1 thôi. Cũng ngay đấy ạ? Vâng, ngay cấp 1 cách đấy khoảng 200m, 200m. Dạy tiểu học. Đi làm gần nhỉ? Vậy dạy ra cái tấm nhà. Bây giờ mỗi trước anh làm khoảng tháng còn làm gần đấy. Hai trẻ ra tấm chuẩn bị lắm. Đây, chưa có. Ê, đây, đó, nhìn nào. Ra đáng chưa? Hot boy, thầy giáo. Nay đeo thẻ mà nữa thì thôi. Anh đấy, chuẩn chuẩn cán bộ xã Ga luôn. Cặp này đúng cán bộ xã, được cán bộ xã. Ừ, này tưởng cán bộ xã, cán bộ xã vào thăm trường. Đấy nhá, chúc thầy giáo lên trường vui vẻ nhá. Hồi hộp, hồi hộp. Hồi hộp, hồi hộp. Anh đến nhà chị có này. Vâng. Đấy. Bác. Bác có cái mũ mũ quách ấy nhỉ? Mũ này mũ lồi ấy nhỉ? Tí nữa cho tí thằng Hiền đi cùng đi. Vâng, vâng. Bạn tí 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 con đèo. Tiến đi giúp đây alo. Xong không? Tiến ở Mỹ đây. Xong biết cái nào chưa? Đây mình đang chuẩn bị cái, những cái gì đấy ạ? Này là không đi chỗ con nữa. Chè này, hay. Hai gói chè. Đây cái này là cái gì đấy? Thuốc lào à? Thế còn cái gói nào đỏ này? Đây là đường. Đường. Đường đường đen á? Đường trắng là gói ở đây à? Đây là đường trắng. Đường nào cũng được. Gói bọc màu đúng không? Bọc đỏ. Đây là lễ vật ăn hỏi đấy, của người Tây.
ở trên Mậu Duệ Yên Minh. Mua thêm gì ấy chị? À, nhiều đường đấy. Bây giờ là ít thế. Thế á? Ngày xưa người già có khi mười mấy cân. Mười mấy cân đường này à? Như trước là cũng ăn đường, ăn mía. À. Ăn toàn mía trong làm bánh khảo như ngày hôm nay. À. Bánh khảo, thế hôm nay không có bánh khảo. Bây giờ bỏ bớt rồi. À. Mía mía nữa. 300. À. Nếu mà nhà nào ăn nhiều là 300 phong bánh khảo. 300 phong bánh khảo. Ui. Ôi. Từng giống. Cắt từng giống ha, 25 phân mía này. Ôi, thế thì cũng hết nhiều mía nhỉ. Nhiều lắm. À. Vâng. Thế thì chiều tối về nhà đúng không? Vâng. Đi lên đấy mời riêng nhiều lắm. Đúng rồi. Thì mình cũng biết lượng. À. Chứ mình không uống mình xin nó không uống được. mình nhấp. Vâng. Mỗi người cũng phải uống, nếu mà không uống cái gì này ông bà là phải say rồi. Uống cái gì này không uống cái gì nọ thì ông các bà lại bảo mình chê. À. Ai cũng về mời riêng thì mình đi thôi. Tình cảm quá nhỉ. Chứ em ba chén rồi đó. Dạ, nó cảm ơn về thì giúp các ông các bà. Vâng. Chị đèo các ông các bà đèo đồ. Vâng. Vâng, chị đi đi không muộn. Bây giờ cũng gần gần bảy rồi. Ừ. Bây giờ. Ừ. Thế nhiều đường này thì có cái quan niệm gì không à? Có. Không. Ừ. Mới ngọt mới mặn như đường à, như muối. À. Tình yêu thì nó ngọt ngào đúng không? Ừ. Ngọt ngào mà lại mặn mà. Ừ. Đấy. Vâng. Cô giáo lên bàn. Đường gói vào thế này. Chéo chè này không ấy nữa. Thừa đúng không? Ừ. Thế là có tất cả là 2, 4, 6, 7, 8, 9 gói đường. Ừ, nhưng mà đường này lại nhiều loại đúng không? Loại túi to, túi bé à? Cái này muối. À, ừ, này muối, nhỉ? Yeah. Muối, tưởng đường à. Muối. Cái muối này có phải bọc không? Có. Bọc hết, nhỉ? Yeah. Quên gì hả chị? Đấy, cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Sáng ngày hôm nay thì là ăn hỏi đấy thì là ăn ở tại nhà gái rồi, thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ quay trở lại nhà trai và làm cơm và ăn cơm đấy. Thì bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn không khí
đấy, làm cơm tại nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay nhá. À, mình ở đấy nhiều như em chẳng tham gia đấy gì, mình không phải là mình ấy gì cả, nhưng mà làm như nó đúng thì thôi, phải không? Ừ. Cái ông mình khả năng bọn này có trứng đấy nhỉ? Có, bọn này có trứng. Vâng. Như vậy ấy lấy đi lấy phải xem con nào không có trứng cơ. Yeah, được cả được. Đẹp chả mới khay đấy ha, nó có. Con này phải hơn cân một con ạ nhỉ? Bao nhiêu ạ? Cân 8 á? Cân 7, cân 8. Ui. Nó cũng nặng đấy nhỉ. Đấy, quang làm gà. Hấp để chặt lấy hơi này ra, hấp lấy con năm cái đĩa này, đĩa to đấy hả, mẹ nó chặt mẹ đôi, một con nó to vào đĩa nó lại to quá, bơi khổ quá. Chị đang dùng tay để em. Chị đã quấn được từ này rồi. Ừ, chị quấn hết rồi. Còn thừa nhân thì chị quấn lấy cái rau cải này quấn. Thịt để băm đây đúng không? Đấy. Sáng nay ở nhà gái cũng có món này. À, làm măng cuốn à? Ừ, măng cuốn. Ừ. Cái này có phải ăn cái này không? Cái măng có vẻ hơi đắng đắng nhỉ? Măng này là măng ngọt. Măng ngọt. Có nhiều loại măng. À. Cái này là măng ngọt đấy bạn. Ừ. Cái này có cho nước không? Có, cho nước vào mình để hấp chứ. Giống như kiểu mình đồ xôi đấy. Cho nước vào bên dưới. À, cho dưới thôi chị. Ừ. Để hấp. Cho nước vào bên dưới. Ừ. Hấp cho nó chín. Quấn lá này. Không, cái lá này. Sao này bây giờ bên kia của anh Thân nó giống, Thân nó giống cắn bộ giá. Đi nhận cán bộ đi họp. Tót ống cả phun. Ống là tót vậy, phải bón còn mà. Ống này thì nhiều quá, ống để luôn. Đấy. Không cho nghệ đâu nhỉ? Không phải. Có cho không? Cũng có thằng trường nhuất đấy mẹ. Thằng trường nhuất nó đang chơi đến quan về đó là như nó tiện đấy, cho nó quan thua luôn. Nó chẳng vào khu quan trong này đo như thế nào, hỏi nó bằng thế nào. Bắn tiện nó quan luôn, tiện thẳng thế này luôn. Đâu, một mét. Bây giờ chắc làm bây giờ chắc hết này khoảng 6 triệu thì cái đôi không có rồi. Cái này thì cái này không thì như thế đó. Khúc nó khoan là 32 yếu. Ngại á? Ôi, ông Thân uống mà gấp chục lần em. Ông Thân còn đi cờ mâm các cụ nữa mà. Rốt ngày hôm nay ai bắt mình đi mời đâu đúng không? Ngồi các cụ. Anh không gọi điện là không biết đường về. Thân bảo ông cứ về chứ, ông đèo chú về chứ. Đi rồi, gọi cho biết đường về. Tí ở đấy say rượu ấy, được à? Uống nhiều không? Ui, nhưng mà rượu uống thấm lắm. Em cho vào cổ. Kiểu đắng cháy luôn. Các bà say hết mà. Về nôn này. Nôn lắm. Ừ. Đây có phải nghe không nhỉ? Hình như đã phải cái này nghe đen thôi. Nghe đen á? Cái này nghe đen là đấy chị. Nó nghe chụp cái nào. Đấy. Cái kia nó rong nhỉ? Nó rong chứ. Min ra nhà nữa nào. Min kia. Cái mít thái nào nữa nào? Cây mít thái sai vết này. Tứ mùa ấy. Mít thái. Chưa chị. Cho anh. Có chú. Có khóm nào đâu. Thế bà ru bà má xảy em ấy. Ờ. Tổ. Đấy. Chà. Xem nó khu vực nào nó. Nó không lên lá là mình tìm khó.
của bác quốc sâu sâu á, nó có. Đấy, đây 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 đây. Phải không? Ở đây nghệ nghệ vàng đây. Ừ. Nhiều. Theo đấy, đúng rồi, theo khóm của nó đây. Ừ. Cái củ đấy đâu. Đây, đây đủ rồi nhỉ. Ừ, đủ rồi. Rồi. Cái này cứ dầm nó lên âm. Cái kia là ngủ. Cái nghệ đen là mình không ăn được. Không, hàng lắm. Cái nghệ đen nó trồng làm gì? À, trước chứ giờ gì đấy. À. Không đi cho khay vào rồi. Năm cái khay. Ô, không cần mổ bụng anh. Có anh mổ anh đang xếp thử mà. À. Cứ chặt đuôi ra Hiếu ạ. À. Anh nghĩ là được đấy, không cần phải chặt đâu. Này không muốn mà chết. Đấy em đặc sản đấy. Cá này cá xuôi nhưng mà không phải cá trên này đâu em. Không là gì cũng cá to như thế. Hồ ấy. Ừ, cá này cá ở hồ chứ chưa. Ở đây nghệ đây. Con như thế à? Nghệ này cũng nghệ với là nghệ ta. Đấy cái cặp cái chữ ủy ban ta kính tặng rồi. Mai dạy mà. Mai dạy luôn đây cho. Anh nhân đang xạ cho. Anh có mái tóc nghệ sĩ nhỉ? Nuôi có lâu không anh? Khá lâu rồi. Thế anh không cắt à? À. Có bao giờ anh buộc lên không? Có buộc lên không? À. Ui nướng ở trong này nóng rồi. À. Anh mái tóc rất nghệ sĩ. Anh sinh năm bao nhiêu anh? 87 à? Anh là gia đình chưa? Chưa. Đấy, thì trong này nó hợp á, nó hợp. Uống toàn bát. Có sứt răng không? Có phải ông sứt răng không? Em cũng không nhớ. Nếu ông không răng bát thì sao? Ông kia cũng quên hay nguyên sao mà? Có anh bảo nhà anh ngay đấy, ngay trước. Trước nhà Giang ấy, anh bảo nhà anh nấu rượu. À. Có hôm anh uống cả bát. Làm được phải làm được 10-15 bát. Kinh quá. Em bảo nếu mà bụng em đống lên vào cho nó sôi. Nó sôi. Chín luôn, nhưng sụp sụp luôn. Anh thử giữ cái gọi để em rửa cái nhân tắc. Cắt lại cái màng này. Cắt lại. Lấy quét phát. Cắt lại màng rồi. Cái mang không để mang cho họ cậy cho. Cậy bọn nó mùi cho toàn cắt ra mà. Nóng thật đấy. Ừ, mình mới về chị dâu nôn hết mà mình lên đón thì anh vú say bán để thế em vú nôn đấy chân thấp chân chị dâu chẳng say hai ông bà say hết đấy. Nhưng mà chú Hạnh với chú Hạnh này khỏe, chú Hạnh này không say. Má rồi đang hẳn tá hết có của thả lớn rồi. Cái chú lúc em đèo về nó vẫn hát. Ôi, hát chia tay xuống. Hát chia tay. Hơn nửa tiếng ấy. Bốn người. Bố Chi với bố Nhiệt nữa. Hơn tiện ở bên kia suối này bên này nữa. Bố Chi trên đỉnh ấy. Bố Chi bố Nhiệt nữa phải đi 6 người nhé. Ừ, 6 người. Trong thân với vâng. Hiền nữa. Vâng. Vậy thế thì tưởng chị ấy. Tính đến cả Tăng mới đón bằng Tăng mà. Quả Tam không? Tăng vào tăng nữa một nửa quý nhất. Thế bên về ra ngoài đường không? Các bà phải hát giao duyên mà. Vâng, đấy. Anh còn là hết cả con tí nữa tìm kiếm cái khay về. Con để trên nó để dưới sợ nát á. Không, mình đang hấp này mình đổ viên nó không nát đâu nhé.
cá được cái đỡ rượu đi em đủ. Ô, không xài cái bán không? Ồ, ồ, xoài nó không? Ồ, nó béo, nó có mỡ kìa. Cá nha mày chỉ cần biết cái vị gì, nhưng mà chỉ cần đổ một tí rượu hay là một tí bia vào thôi, không có gì mà nó lại cứng cứng đơ. Cứng lắm. Cứng lắm. Cá bé em chỉ cần làm gì em chỉ đun một tí rượu vào. Cá nó khắc cứng. Nó lóc của nó thôi, cái mỡ kia là cái mỡ của nó đúng không? Cái béo cái gì? Cái trắng trắng kia mà, trắng trắng mà. Cái tinh của nó. Tưởng đây là cá được à? À. Toàn cá được mà. Dạ. Đâu anh bảo nó xúc cho thì nó cứ xúc con nào lấy con nào thôi. Tất cả những cái cá này là cá được nhất, lúc còn bé nó ra ấy rồi. Thế cá treo mà nó không tự cá cái nó không lớn thế này á? Hả? Cái nó không to này á? Không, như bọn nó vẫn nuôi mà nó nuôi nó à, nó chọn con rồi đấy. Gà đấy mà nó chọn nguyên đực ra nguyên đực nó biết. Thế bọn đực nó lớn nhanh hơn. Thì gì được cái nào? Cái là nó để giống mà. Ao nhà mình mà nuôi được cá to loại này lại ngon nhá. Nó chơi nhiệt chứ. Nè, nếu ao nhà mình nuôi được cá loại này thì cân trăm dưới. Ao nhà dưới ngoài mình thì đã khô mình cối. Đeo ngoài này cái cá to lắm. Mai đeo bây giờ gọi cụ đi lấy chài đi qua một con được to hơn đấy. To hơn những con to là phải hơn 2, gần 3 cân. Cân hả? Má. Sau ở trên kia về sau tháo vào hôm nào em tháo em gửi cho anh con 6-7 cân mà thấy mai nó bảo đi tháo thì nó cái đấy lấy về làm hết. Ăn cá nộm thì bán nó ăn nó đúng rồi mình thế cá nộm mua số khủng bữa ăn khủng tết đó cái mắt lúa lúa mà phú là nay phú nó quen rồi nó cho chăn từ bé thành tập tính mà chúng phân đàn luôn nó còn đó má hơn mắt bóng khuôn nó thành tập tính từ bé có gì không. Chứ mấy con lợn là mình đéo có sứa, mình về mình cho nó uống, cho uống sứa. Cứ gó này là về mà, cái đẻ đưa về mà. Đấy, lợn đen này đấy. Nó như kiểu một thói quen đấy. Thói quen mà, có gì đâu. Phản xạ có điều kiện, nó được tập luyện là nó. Nhà ông ngoại chiến ở Bắc Quang, ở Hồ Quang Minh kia. Ua rồi, dựng quanh nhà này là thành ao hết lộ. Dưới kia nó kiểu như mỗi nhà có phải nó bán lên trên đấy nên toàn cả bốn cái dân toàn bán xuống dưới xuôi mà điếu những cái làm mà thường này chỉ hai cái thôi đây lấy cá mình đi dưới kia dân nào bán cá thì doanh nghiệp nó mới về thu tiền cá rồi chơi chẳng hạn như đi vào làng ấy cái lúc mình ở đây chơi đi tận vào gần như đấy lẩu khắm kia ngồi mình còn sợ cái lúc mấy thằng Bắc Quang nó lên tôi lấy được đang bảo đầu phụ lấy thì ăn sống còn mát nhỉ rau nộm đố xào không thôi. Đố xào không cái gì thịt giết nào vào này tay có thịt mua cá chấm với kia có 6 cân nhau đấy măng cuốn thì con ấy làm rồi măng cuốn chắc hóa ra là 80 lồng bán được 120 cân cái chó hôm nào làm cơm này anh em mua con cá nào tả tải ở đây cả chả ăn má hết bụng biển cá này ngon đúng rồi thôi mấy cái ông em cậu hoàng ấy mới bảo là bây giờ trước cửa rộng này cứ lấy bạt để đổ xuống là 1-2 chén măng đổ thành cá ao tao cái thỉnh ra khỏi túi bóng. Ra hấp bia lên, khẩu túi bóng này bia vẫn được một nấu một nữa. Khẩu này thì bán quá à. Đấy đó là để gia đình cái mình hấp bia đều bia và hấp nó ngấm vào thịt ngon hơn. Mà cái bia nó hay nhỉ. Cho mà không tanh. Nó không tanh nhá. Không tanh nữa. Không cháy. Chín ngon. Chứ hai mỗi bừng phá này hơn nó ngon. Ông mình năm bốn mấy cái bán không tới bỏ xuống hết rồi thôi anh ông bùng phá gần đấy đấy mình năm bốn cái bán mới bốn mấy đó thôi nước gia vị quá ngon vẫn bằng bốn đấy mới phải lúc khoáng bán hết mới tăng ở đây bọn bốn sao tụm đấy bốn tụm như me nó tụm bốn đó ba con dưới hai con trên. Thế là năm nay. Ồ năm nay nó làm năm mâm à. Thế thì sắp hết hàng bốn. Ồ bốn. Ồ rồi bốn tủ này là bốn lần rồi. Thế là một đứa thằng việc luộc ra coi hết bên lấy. Ồ chị là bố lão này thèm ổ tém luôn đó. Ổ tém mô nó lá như bố cân năm đây là muối muối với có những súp cho súp thôi. Nên bố cân cả. Vâng. Giấc đi vào trong luôn. Giấc vũng luôn nhỉ. Đây chuyển lên. Không ngon.
con nữa, sinh viên nó chuyển rồi. Mà này cũng dai vết nhỉ. Mày được làm cá mày phải làm một lon trước. Khởi động trước. Ba lon rồi nhỉ. Năm lon có ít quá không? Thường chưa thấm gì. Con cá thì mình cũng chỉ ướp với một cái chất biên chai kia cũng hết rồi mà. Cá to này thì tầm 6 lon ấy. Em tay cái này gớt gạt thế này, tay sạch gạt cho hộ anh phát. Anh đang bảo làm một lon. Đây cho, cái... cho mấy lon đấy. Anh cho lon này lon thứ tư thôi. Đó, này, đây này, đây còn mà. Lon thôi. Không làm một lon nữa. Cho một lon nữa. Nhìn, lon nữa. À, lon nữa. Lúc là 9 ngày.